Đầu tiên đó chính là nam diễn viên Hứa Minh Đạt. Tiếp đến hãy cùng chào đón nam ca sĩ đang ngồi ô xanh lá, Hồ Việt Cương. Ở ô màu trắng đó chính là mạnh vàng vô cùng duyên dáng và dễ thương, đó chính là anh Hoàng Mèo. Thả tim đó hả? Thả tim hết. Thả hoài vậy? Anh mua chuộc hết tất cả mọi người. Anh. Mình có thể đổi chỗ được không ta? Sao vậy? Mệt kia rồi. Thôi mình đổi chỗ sao? Đi nhập. Nãy kìa, nãy giờ có một nam thần không tóc và chưa biết ai luôn. Và nam thần mà như anh Hứa Minh Đạt nói là không tóc đó chính là nam ca sĩ Thiên Phương. Các anh cảm giác như thế nào khi mình là những người chơi đầu tiên có một cái game show mà có tới là có tới 43 năm tuổi đời? Anh Đạt rất là hồi hộp, tim mà đập mạnh nãy giờ. Nãy giờ muốn chạy ùa về nhà để ôm mẹ. Nãy giờ muốn chạy ùa về nhà để ôm mẹ. Anh quá sợ hãi. Dù gì không biết chơi game như thế nào. Anh sợ. Không sao đâu. Nói chung là anh hồi hộp lắm rồi. Không sao đâu. Không sao đâu. Mình vui là được, vui là chính mà. Đúng rồi. Anh yên tâm. Vui là chính đúng không? Đúng rồi. Mọi người làm gì cho anh vui đi nào. Biểu tay chính đạt đi mọi người. Vui rồi. Vui rồi. Hết căng thẳng rồi, vui. Thế còn anh Trung thì sao? Anh có hồi hộp giống như anh Đạt hay không? Hồi hộp chứ. Mà riêng mà những cái gì mà hỏi về câu hỏi là Trung thường Trung ít biết gì, vấn đề gì nhiều lắm. Ngoại trừ đi hát thôi, còn cái quản cái gì ra những cái thứ khác không biết gì trơn trời á. Nên là có gì đó chỉ giùm em nha. Chỉ giùm em nha. Ờ, gì vậy? Chi vậy? Có gì chỉ được không? Tự tin em là hát luôn. Bây giờ em hát thử một bản em lấy tự tin thôi. Nút lấy tự tin liền nè. Hả? Hát chung đi. Hát chung bài này nè. Đà là anh em thân với nhau, khó khăn mình phải có nhau. Đừng hơn thua, đừng nghĩ suy xem ai hơn này để rồi mất nhau. Người anh em mà tôi quý bao năm trời, chia sẻ những khi buồn vui. Cảm ơn. Cảm ơn hai anh hôm nay đã nhường nhịn cho em thắng. Cảm ơn hai anh trước. Đó, nghĩ game này là biết sức mạnh tên anh em tại đây liền nè. Vô cuộc thi này là miễn bàn của bà con. Quá gì hết trơn. Ta màn gì hết nhau nha. Mày đâu mà vỗ tay cái đi à. Anh Hoàng Mèo, anh thấy như thế nào? Anh bình thường mà. Bởi vì anh đã có niềm vui riêng của anh khi đến chơi game này rồi. Đó là... Trời ơi. Tên của anh là Hoàng Mèo đúng không? Em cũng thích mèo lắm á. Ôi trời ơi. Anh Thiên Vương thì sao ạ? Khi biết sắc mặt của mình khi chơi xong nó sẽ như thế nào? Hạ hồi phân giải. Rồi, thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với thể lệ của cuộc thi để giúp cho các người chơi của chúng ta có thể nắm được rõ. Bây giờ trên mình của chúng ta là 25 ô số. Hiện giờ là chưa có màu. Anh Hứa Minh Đạt là màu đỏ, anh Hồ Việt Trung là màu xanh lá, anh Hoàng Mèo là màu trắng, anh Thiên Vương là màu xanh dương. Thì khi mà các câu hỏi được đọc lên thì các anh sẽ phải giành quyền trả lời bằng cách nhấn cái chuông nằm ở phía trước mặt mình. Nếu như ai trả lời đúng ở câu đầu tiên thì bắt buộc là phải lật ô số 13. Đó là quy định của chương trình. Ở câu đầu tiên này, nếu như mà người nào giành quyền trả lời mà trả lời sai thì những người khác được quyền trả lời. Từ câu thứ hai trở về sau thì khi mà các anh trả lời đúng thì các anh bắt buộc phải chọn một ô số liền kề với số 13. Nó có thể là trên, dưới, trái, phải, hoặc là chéo trái, chéo phải, chéo trên, chéo dưới gì đó, là tùy, nhưng bắt buộc phải có sự kết nối. Nếu như ai trả lời sai thì phải bị đứng ra ngoài và mất một lượt trả lời. Từ câu thứ hai trở đi, nếu như không có ai trả lời được câu hỏi nào thì mặc nhiên câu hỏi đó bỏ qua. Và sau 25 ô vuông khi được lật mở, nếu như ai có số ô vuông được lật mở nhiều nhất thì người đó sẽ bước vào vòng đặc biệt. Vòng đặc biệt như thế nào? Chơi đi. Rồi mình sẽ nói. Riêng trò chơi này thì khi mà Emma đọc câu hỏi, mà nếu như các anh cảm thấy rằng mình có thể trả lời được liền, nghe đủ thông tin rồi thì có quyền bấm chuông trả lời luôn, không cần phải đợi kết thúc câu hỏi. Rồi, ok. Rồi, rồi, rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên của Đại Chiến Tứ Sắc Attack 25. Đây là câu hỏi đầu tiên à. Hãy trả lời câu hỏi sau khi xem đoạn clip sau. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nam Thư. Và bây giờ mọi người sẽ nhận câu hỏi từ Nam Thư. Hơi khó đó nha, hắc não đó nha. Suy nghĩ. Đố các bạn, con trai và đàn ông khác nhau ở điểm nào? Xin mời anh Thiên Phương là người đã nhấn chuông đầu tiên. Con trai thì nó ở dưới nước. Ừ. Còn đàn ông đâu ở dưới nước.
Hợp lý. Con trai là vật sống dưới nước, còn đàn ông là sống ở trên cây. Xin chúc mừng anh Thiên Dương với câu hỏi đầu tiên đã trả lời chính xác. Như vậy là ô số thứ 13 đã thuộc về anh. Căng quá vậy. Và thêm một cái điều đặc biệt khi mà chúng ta trả lời đúng câu hỏi đầu tiên của số 13 như thế này là anh có 30 giây được quyền quảng cáo về bản thân mình. Anh muốn quảng cáo điều chi? Xin chào mọi người. Vương là ở trong nhóm MTV. Tất nhiên là trong thời gian sắp tới thì Vương có những cái dự án về âm nhạc, và chắc chắn là trong năm nay sẽ có thể sẽ một cái concert để mà kỷ niệm 20 năm của nhóm. Một thông tin rất là giá trị đúng không ạ? Và chắc chắn là đối với lại những thế hệ mà 8X, 9X mà những ai yêu mến MTV thì chắc chắn là đều rất là trông đợi concert như thế này. Và bây giờ là câu hỏi thứ hai. Xin mời em ạ. Văn bản ghi trên đá còn được gọi là A. Văn kiện, B. Văn phong, C. Văn bìa. Xin mời anh Hoàng Mao. Em đọc lại anh nghe được không? Em đọc lại anh nghe được không? Em đọc lại anh nghe được không? Cái gì vậy? 10. Không được. Chết. Không được. Văn bìa. 5. Văn bìa là bác hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng anh. Wow. Đừng có hối anh. Anh luôn luôn phải là nhẹ nhàng, khoan thai. Mời anh Hoàng Mèo, anh chọn số mấy? Số 12, lần số 12 là số anh thích nhất á. Số 13. Yeah, hợp lệ, hợp lệ. Đã có hai màu xuất hiện rồi. Mời em Mai tiếp tục. Câu này là một câu hơi mẹo nha, mấy anh phải để ý tiếp nha. Hơi mẹo quyền mèo hả? Trên thế giới này có rất là nhiều loại ngôn ngữ. Vậy ngôn ngữ nào không phát ra âm thanh? Thời gian đã đếm ngược. Ngôn ngữ nào phát ra âm thanh? Ngôn ngữ nào? Màu trắng, anh Hoàng Mao. Ngôn tình. Mỹ. Ngôn tình đâu phát ra âm thanh đâu. Đứng giờ ngôn ngữ mà. Ta đã hỏi là ngôn ngữ nào, không phải là ngôn nào. À, vậy hả? Anh sai rồi đó. Tiếp tục trả lời các bạn. À, không được anh nè. Theo quy định của chương trình, nếu như anh đã sai, mời anh ra đó. Đúng rồi, cái vị trí phân thuộc của anh. Một đèn hoa tay cho anh Hoàng Mèo đi ạ. Thật ra anh có ý đồ của anh mà. Nhiều khi anh ngồi anh nhìn em không rõ. Thấy đáp án của chúng ta đó chính là ngôn ngữ cơ thể. Body, body. Body language. Đúng rồi. Không phải ra âm thanh. Em đã bảo là câu đố mẹo mà. Ê, vậy là nãy anh trả lời đúng á. Ngôn tình á, nhiều khi người ta đâu cần tỏ tình đâu, ta thể hiện bằng gương mặt thôi. Ngon luôn. Anh có cái ý của anh mà. Làm lại thử coi sao cho. Anh muốn nói là sử dụng ngôn tình mà để thôi anh giấu đi, mẹo giấu lại giùm em. Bớt lại giùm em đi. Alo, chị Trâm hả? Chị Trâm, chị Trâm. Chị Trâm ơi. Alo. Em Ma, dạ. Em tập trung nha. Dạ, anh có thả cái gì em cứ tập trung đọc câu hỏi. Dạ, kệ vâng. Anh. Dạ. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Xin mời xem clip và trả lời câu hỏi. Câu này nghĩa là gì? Mời anh Hứa Minh Đạt. Một phút suy tư bằng một năm không ngủ. Chính xác. Ha, hay quá. Đạt ơi, cái số anh né ra. Suy nghĩ. Số 11, đúng rồi. Số 11. Số 11 là sự lựa chọn của anh Đạt. Anh Trung ơi, cố lên anh Trung ơi. Ủa sao như là mình chơi đến 4 người luôn đúng không? Đúng rồi. Cả gì mới có 3 người chơi thôi. Đúng rồi, có 3 người chơi à. Anh Trung ơi, cố lên đi ạ. Rồi, bây giờ mời em. Bạn hãy cho biết bãi biển nào nghe tên là thấy nóng rồi. Bãi biển nào nghe tên là thấy nóng rồi, mời. Đây. Anh Thiên Dương. Phan Rang. Sai, em trả lời cho. Bám. Bãi cháy. Bãi cháy là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Yeah, chính xác. Nhưng anh Trung, nhưng theo quy định của chương trình, từ đầu đã được thông báo rồi, nếu như có một người trả lời sai thì mặc nhiên câu đó bỏ qua. Mời anh Vương bước ra ngoài. Và câu lời của anh chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Trời ơi, ông bấm được hại tôi, để tôi bấm đi, ông bấm được mày luôn à. Đây, đáp án chính xác đó chính là cửa lò, bãi cháy. Rồi. Câu hỏi tiếp theo đó chính là, trời, có ơi, một ông bố người da đen, mẹ là người da trắng. Họ vừa mới sinh ra một em bé. Vậy hỏi là em bé có răng màu gì? Màu nào? Màu xanh lá cây anh Trung ơi. Màu đỏ. Làm gì có răng đâu, mới đẻ làm gì có răng, có nú không à? Hợp lý không? Hay quá. Đó là đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng Hồ Việt Trung. Bây giờ anh chọn. Yeah. Số màu gì ạ? 14, cái bên luôn. Cái bên luôn.
là lợi thế cho anh đó. Anh Đạt ơi, chết với tôi rồi. Anh có biết là nếu như mà anh Đạt được câu 15 là ăn hết ba ô còn lại không? Cho em sửa lại được không? Không được quyền sửa lại em nè. Rồi chúng ta hãy cùng chờ xem em ạ. Sau đây là một câu hỏi đủ hình bắt chữ, mời xem hình sao và đoán đây là từ gì. Trời ơi, anh Thiên Vương là người bấm chuông nhanh nhất. Nhà cụ là đáp án. Rồi, Thiên Vương lấy cái số kêu luôn là xong luôn. Hoàn toàn chính xác, anh Thiên Vương. Đâu, anh Bao. Vô số mấy? Vương lấy 15 đi. Tất nhiên là 15 rồi. 15. Đó. Yeah. Anh Thiên Vương đã chọn 15, điều đó đâu tiêu rồi. Thì em bị bay rồi. Đúng rồi, em bị bay á. Ủa sao nó ngu vậy trời? Ủa sao nó ngu vậy trời? Đến đây thì mọi bắt đầu thấy được cuộc chiến nó khốc liệt như thế nào rồi đúng không ạ? Họ rất là tính toán rất kỹ cho cái việc chọn ô của màu của mình. Mời em mang câu tiếp theo. Em muốn hỏi mấy anh là mấy anh có thích chơi bóng không ạ? Mấy anh có thích chơi bóng không ạ? Kiểu hả? Em phải nói rõ. Em phải nói rõ nha. Không có. Môn thể thao liên quan tới cả các loại bóng hả? Chơi banh chứ vậy? Chơi banh đúng không? Chơi banh, câu hỏi đó chính là bóng đá, bóng chày, bóng rổ, bóng chuyền thì khi thi môn nào có quả bóng nhỏ nhất? Ủa sao bấm lên rồi nè? Anh Thiên Vương, đèn nó lên. Anh bấm lên. 2, 3, vô. Bóng bàn. Sai. Xin chúc mừng anh, bóng bàn là đáp án hoàn toàn sai. Anh biết tại vì sao không? Đọc lại câu hỏi đi em. Em đọc rõ ràng là bóng đá, bóng chày, bóng rổ, bóng chuyền. Trời ơi, bóng chày. Đúng rồi. Đúng rồi. Không? Sao cho đúng bàn? Bóng bàn. Tào lao. Sao đâu bóng bàn? Rồi, xin mời em Mai câu hỏi tiếp theo. Câu này em nghĩ là anh Trung chắc là có lợi thế nè. Một câu hỏi về âm nhạc. Mời anh các Trung bạn nghe một đoạn nhạc sau. Trung ơi. Mời anh Trung. Hỏi gì vậy? Hỏi gì vậy? Ủa vậy sao anh bấm? Ông kêu bấm. Sao em bị người ta gạt hoài? Rồi thì em trả lời đi. Giờ bị trả lời đi. Bây giờ em trả lời đại đi. Giờ hỏi gì đâu trả lời. Ai biết? Thì bây giờ anh chưa hỏi. Bây giờ mọi người đếm từ 5 xuống 1. Anh không trả lời là bỏ qua anh nha. 5 4. Trả lời đại đi. 2 Bài bài này là bài cò lả. Cò lả. Cò lạ là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng anh cho. Thiệt. Anh thiệt chứ. Mấy người thấy tôi chưa? Tôi công cực câu hỏi luôn. Chúc mừng. Không trả lời được. Đúng là cò lạ rồi. Nhưng mà câu hỏi chính xác là trong bài hát cò lạ thì câu hát con cò bay lạ bay la có bao nhiêu chữ A? Rồi cò lạ luôn. Ủa thứ hai đâu có mượn đây ra hỏi bà này thím hai đâu mượn thím hai hả hỏi gì vậy người ta thím hai gì người ta là con gái mà em giống kêu thím hai vậy bây giờ giật câu hỏi tôi là kêu thím hai được không em luôn luôn đúng. Người ta chưa đặt câu hỏi em lo bấm chuông rồi phải từ từ chương trình cắt đi từ từ chút mày nữa em đang nói này cái này rõ ràng là phải có câu hỏi bây giờ chưa câu hỏi hồi nãy em nói là gì câu hỏi là từ em ma chứ không phải là từ em. Đúng rồi. Chỉ là một sự lừa gạt. Vậy sao? Bạn vậy là hiểu vấn đề. Vậy sao tụi anh đâu bị gạt, có mình em bị gạt. Tôi ngu, tôi chịu. Bị gài vô thế. Đây là lợi thế của anh Trung. Anh Trung là ca sĩ rồi. Đáp án của chúng ta là có 5 chữ A trong câu hát đó. Hỏi thi đi. Câu hỏi tiếp theo là cơ quan nội tạng nào có kích thước lớn nhất trong cơ thể con người? Mời anh Đạt. Não. Não. Sao? Hỏi. Người ta hỏi là cơ quan nội tạng nào? Cái não tôi nằm ở đây. Cái não tôi nằm ở đây. Các bạn hiểu tôi không vậy? Đi ra. Các bạn không hiểu cơ thể tôi rồi. Anh về anh kiểm tra lại đi nha. Vậy là trái tim nằm trên đây hả? Mỗi lần em đau tim là em nhịn đầu. Tôi suy nghĩ bằng trái tim không? Các bạn à, cái não nằm ở đây. Cơ quan nội tạng có kích thước lớn nhất trong cơ thể người là lá gan. Hy vọng là sau lần này anh đã biết được là cái nào là. Mấy anh ơi, chuẩn bị căng mắt ra nha. Đây là câu hỏi hình ảnh nè. Xin mời xem hình ảnh sau và trả lời câu hỏi. Gì vậy? Chú ý, tập trung. Dấu chấm hỏi. Tôi biết đó. Ai bấm đi.
Tôi đâu được quyền bấm. Em nhường cho anh đó anh Mèo. Xanh lá đã lên, anh Hồ Miền Trung. Trả lời đi. Nhiều, nhiều. Ê, không được. Anh trả lời bao nhiêu? Tin không được. Nãy anh lỡ bấm chưa, anh phải trả lời. Anh tin về bản thân của mình. Cái gì? 4. 4 hả? 9 cộng 1 bằng 4. 4. 4 đúng rồi. 4. Bây giờ anh chốt chưa? Bây giờ chốt đi. 9. 4. Trả lời nãy giờ rồi mà. 4. 4. 4 là bạn hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng anh. Thấy tôi ghê không? Phải ghê lắm. Tôi mà nói đơn giản được. Sao sao? Cái chất giải thích ở đây là số điểm giao nhau giữa các đường thẳng. Chúc mừng anh đã có được một điểm đầu tiên. Anh chọn ô số đi. Em chọn số 9 đi, em thích số 9 lắm. Ừ, số 9 đi. Rồi, chúc mừng anh Trung. Số 9 là rơi vô cạm bẫy của Thiên Dương nhiều lắm. Đúng rồi, số 9 là Thiên Dương ăn. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Vitamin nào bị tiêu hủy nhiều nhất khi hút thuốc lá? A. Vitamin D. B. Vitamin C. C. Vitamin E. 10 giây. Vitamin E. Vitamin E là đáp án sai. Rồi, chúng bước nổi. Trời ơi. Vitamin nào bị tiêu hủy nhiều nhất khi hút thuốc lá? Đó đây chính là đáp án B, vitamin C. À, không. Anh Đạt hút, đúng rồi, phải không? Đạt hút. Mà C nhanh bổ sung C nha. C là sao C? Tại vì mỗi lần hút thuốc lá là giờ anh A. E. Chứ không bao giờ gặp anh hút thuốc lá mà kêu C. Có. Có, C là. C là. Trời ơi, anh đang quá vậy nè. Có. C là. Ok, ok, tôi thua. Rồi, câu hỏi tiếp theo, mời em. Hãy ghép các từ sau thành từ có nghĩa nói về một món ăn thường ăn kèm với nước mắm chua ngọt. Cái gì vậy? Anh Thiên Vương. Giò chả. Gì? Trời ơi, ta đọc ngược lại đi hay hơn không? Chả giò. Ờ. Nhưng mà đáp án được ghi nhận đó chính là giò chả. Và đáp án của chúng ta đó chính là chả giò. Chả giò mới đúng chứ, giò chả là... Cái giò chả là để mình ăn chung với bánh mì. Giò chả là chấm muối tiêu mà. Tiêu, trời ơi. Trời nãy giờ ăn sai bài luôn á ta. Sai rồi. Trời ơi. Không sai. Ok, thôi tiếp đi em. À, địa danh nào mà tên của nó có nghĩa là cát vàng? Đây là bãi biển đẹp, vựa muối quan trọng của miền Trung nằm ở tỉnh Quảng Ngãi. A. Sa Cần. B. Sa Huỳnh. C. Lý Sơn. Anh Quang Mèo. Rồi, xin mời anh Quang Mèo. Ba cái bãi câu lại gì ta? Nam. Anh trả lời đại đi, khi hên chúng sao? Sa Huỳnh. Lên đi, lên đi. Chính xác. Chính xác rồi, lên đi. Wow. Em nó hay có câu sao lắm. Không. Thì không hết rồi. Đúng rồi đó. Lên đi. Lên. Trời ơi. Trời ơi. Nói rồi. Chết cái tui cái này. Rồi bây giờ mời anh Hoàng Mèo chọn Mèo đi. Hay cha. Hay. Số 5 cho nó phấn khởi rồi. Số 5 dành cho anh Hoàng Mèo. Kèn cửa đâu. Em ba tiếp tục. Liền kéo dính đó. Ehem. Đây là câu hỏi về hoa quả. Câu hỏi là quả gì muốn ngọt thêm dấu huyền, muốn chua thêm dấu sắc, để nguyên thì tươi giòn. Quả gì vậy mấy anh? Mau, xanh lá cây. Quả dưa. Dưa hả? Dưa là hợp lý. Dưa đó thì đúng rồi, thêm dấu sắc là dưa gì á. Dưa là đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng anh. Đúng không? Em chọn số 7. Em là số 7 đúng không? Em chọn số 19 đi. Cái gì? Mấy anh làm em tối em không biết chọn em gì chọn luôn. Em chọn số 19 là em được. Anh chọn số 19 đi, lấy 4 luôn. Số 19 đi. Đó. Số 19. Số 19 là em được chốt rồi. Đúng rồi, anh Thiên Dương đã mất một ô và ô đó đã chuyển giao qua cho anh Trung. Không có chuyển gì đó. Cái đó lúc đầu tiên của Trung thì bây giờ thuộc về Trung thôi. Tất nhiên là 15 rồi. Anh Thiên Dương đã chọn 15, điều đó đâu đi rồi. Đúng rồi. Các anh cho em biết là cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không nhìn được, không sờ được. Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng cái bóng. Cái gì? Cái bóng á, có một người là lúc cao, lúc thấp, lúc này, lúc kia. Nhưng anh mà... ơi, có, nhưng mà được. Mình vẫn nhìn được cái bóng của mình mà. Mình nhìn thấy cái bóng mà mình sờ được.